Các bạn đã nghe câu ăn cơm tàu lấy vợ Nhật rồi đúng không? Phụ nữ Nhật Bản vốn nổi tiếng bởi sự thông minh xinh đẹp. Vậy hôm nay mình nói về lý do tại sao phụ nữ Nhật lại thích kết hôn với đàn ông Việt Nam. Nghe có vẻ hơi buồn cười, nhưng đây đang là xu thế thực tế diễn ra mà rất nhiều người xuất khẩu lao động du học sinh Nhật Bản đang chứng kiến tận mắt. Chắc lý do gì mà đàn ông Việt Nam lại có sức hút đối với phụ nữ Nhật Bản như vậy? Hãy cùng mình tìm hiểu nha. Đây là một thực tế diễn ra ở quốc gia đang phát triển nhất nhì châu Á, đó là Nhật Bản. Tư tưởng người phụ nữ của gia đình vẫn ăn sâu trong nếp sống văn hóa của quốc gia này. Do đó, người phụ nữ sau khi kết hôn phải từ bỏ công việc kiếm tiền để dành toàn bộ thời gian phục vụ gia đình. Còn ở Việt Nam, chuyện phụ nữ sau khi lấy chồng vẫn tiếp tục đi làm là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí nếu không đi làm, còn có thể bị mang cái mác là ăn bám chồng. Ở Nhật Bản, người phụ nữ sau khi kết hôn đa phần sẽ không được đi làm, mà phải ở nhà để chăm lo công việc cho gia đình. Ngoài ra, một điểm nữa mà phụ nữ Nhật thích nếu lấy chồng Việt Nam, đó là vợ chồng có thể ra ở riêng. Ngược lại, đa số các cặp vợ chồng Nhật Bản đều phải sống trong gia đình nhà chồng. Bạn cho rằng Nhật Bản là một đất nước tiên tiến hơn Việt Nam thì những vấn đề như bình đẳng giới sẽ được giải quyết tốt hơn đúng không? Nhưng thực tế thì không như vậy. Ở nước Nhật, tình trạng bất bình đẳng nam nữ vẫn diễn ra khá phổ biến bởi phong tục của người Nhật và những tà dư phong kiến còn sót lại. Mình lấy một ví dụ cụ thể để các bạn dễ dàng so sánh. Ở Nhật Bản, khi người chồng đi làm trở về, người vợ quỳ gối xuống đón tiếp, hay dù trong bất cứ trường hợp nào, khi nói chuyện với người chồng, người vợ đều phải ăn nói một cách nhẹ nhàng, không được quát mắng hay lớn tiếng. Nếu các bạn xem những bộ phim Nhật, sẽ thấy những cái điều này cực kỳ rõ nét. Còn ở Việt Nam, mặc dù vấn đề bình đẳng giới vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để, nhưng có lẽ với sự hội nhập và phát triển, những cái vấn đề trọng nam khinh nữ hiếm có xảy ra. Thậm chí đôi khi người vợ lại là người quyền lực trong gia đình. Không tin, bạn thử hỏi bố của các bạn xem. Tại Nhật Bản, khi hai vợ chồng cùng bàn bạc và quyết định một vấn đề gì đó thì quyết định của người chồng vẫn là quyết định sau cùng. Người vợ phải nghe theo quyết định của người chồng. Cái này ở Việt Nam gọi là thoái gia trưởng. Vậy sẽ thế nào nếu vợ Nhật cùng chồng Việt bàn bạc một vấn đề? Nhìn chung đàn ông Việt Nam là những người đàn ông tôn trọng vợ. Mình không muốn nói là sợ vợ, nên người vợ vẫn có tiếng nói trong gia đình. Và đôi khi tiếng nói của người vợ lại là quyết định cuối cùng. Do phụ nữ Nhật sau khi lấy chồng sẽ không được đi làm, chỉ ở nhà làm công việc nội trợ, nên đàn ông Nhật chẳng bao giờ giao ví cho vợ mình giữ cả. Các cái chi phí sinh hoạt trong gia đình, người vợ sẽ đề nghị với chồng. Ngoài ra, một số đàn ông Nhật Bản còn có thói quen hỏi về các vấn đề chi tiêu trong gia đình. Còn ở Việt Nam, tính ra cứ 10 người đàn ông dù thành đạt hay không thành đạt thì có đến 8 người để vợ mình giữ tiền rồi. Gia đình mình cũng vậy, tại vì từ bé ăn lớn mình xin tiền gì toàn xin tiền mẹ thôi. Với lại, người chồng Việt cũng hiếm khi hỏi vợ mình em muốn những gì, em chi tiêu sinh hoạt gia đình ra sao, vì họ khá tin tưởng vợ mình. Nếu không tin tưởng, làm sao đưa hết tiền cho vợ mình giữ được. Đàn ông Nhật gần như không cho vợ mình tham gia các hoạt động xã hội, và trong một số trường hợp nếu muốn ra ngoài thì phải xin phép chồng và nói rõ nguyên nhân. Ở Nhật rất khó khăn để người vợ có thể tham gia các hoạt động xã hội, kết bạn với người khác giới. Đàn ông Việt Nam thì lại khá rộng lượng, họ luôn động viên vợ mình tham gia hoạt động xã hội sau ngày làm việc mệt mỏi. Phải khẳng định rằng đàn ông Nhật làm việc khoa học và có tính kỷ luật hơn đàn ông Việt Nam rất nhiều. Về sự thông minh thì mình không dám khẳng định, nhưng tinh thần đoàn kết tập thể của họ thì người Việt Nam phải học hỏi họ rất nhiều. Nhưng về lĩnh vực phụ nữ học mà nói thì họ đâu cần điều đó. Họ cần một người chồng đặt vợ con gia đình trên cả công việc, và trai Việt làm rất tốt điều này. Đối với cô gái Nhật, đàn ông Việt chỉ kém đàn ông Nhật về khoản kinh tế thôi. Nên những chàng trai nào có khả năng kinh tế ổn thì sẽ trở thành Mr. Right cho các nàng đấy. Một bộ phận đàn ông Nhật sau khi tan ca làm về thường la cà vào các quán ven đường cùng đồng nghiệp, bạn bè. Họ chẳng nhất thiết phải hỏi ý kiến của vợ mình và cũng chẳng phải thông báo cho vợ mình. Còn đàn ông Việt Nam thường dành nhiều thời gian cho gia đình, sau những giờ làm việc bên ngoài về nhà rất đúng giờ. Sau khi tan làm, nếu có việc khẩn cấp thì đàn ông Việt Nam sẽ gọi điện cho vợ để xin ý kiến. Nói chung, mặc dù đàn ông Việt Nam có la cà ở đâu đó, khi được vợ tra khảo cũng sẽ khai để chối tội hoặc là hứa sẽ không tái phạm lần sau. Nếu các bạn thấy video mình hay thì đừng quên cho mình xin một like và một subscribe để ủng hộ mình nha. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống.
Ha, ha, ha.